Tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam VIMS 2016 lần này, Suzuki là thương hiệu xe Nhật thuộc Vama nhưng đã sang chung mâm với các nhà nhập khẩu tại VIMS 2016. Gian hàng của Suzuki có phần lép vế với diện tích khá nhỏ và rẻ, không có nhân tố nào bất ngờ ngoài mẫu sedan mới Seat đã được lộ thông tin trước đó. Thương hiệu ô tô bình dân Nhật Bản Suzuki mang đến VIMS 2016 bộ sưu tập hoàn chỉnh 4 dòng xe của hãng với chủ đề More for Less, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn về kiểu dáng, tính năng, tiện ích với mức giá tiết kiệm hơn. Trong đó, mẫu xe Suzuki Seat lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam cũng đã được ra mắt tại đây. Bên cạnh Seat là sự xuất hiện của 3 mẫu xe vốn đã quen thuộc với khách hàng Việt, bao gồm Vitara, xe hatchback Swift và xe gia đình 7 chỗ Ertiga. Con hát chủ bài Suzuki Seat nhập khẩu từ Thái Lan sẽ bắt đầu được trưng bày tại thị trường Việt Nam vào tháng 11, với 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm trắng, bạc, nâu, xám và đen, được coi là đối thủ của Toyota Vios, Honda City, Mazda 2 Sedan, Nissan Sunny và Mitsubishi Outback. Seat có mức giá bán được hé lộ là 580 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Suzuki Seat tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.4 lít và hộp số tự động 4 cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 91 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 130 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng 1 phút. Về trang thiết bị, Suzuki Seat có điều hòa không khí tự động, cửa mở không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, máy chơi nhạc kết nối Bluetooth, nút điều khiển tích hợp trên vô lăng, ghế bọc da, đèn pha projector, bộ la răng hợp kim 15 inch, hai túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và trợ lực phanh điện tử EBD.